Thầy chào tất cả các em. Trong video hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn các em phương pháp giải đầy đủ các dạng bài tập về thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. Chúng ta đến với dạng bài tập số 1 là dạng bài tập về thế năng trọng trường. Đối với dạng bài tập về thế năng trọng trường thì các em nhớ cho thầy giáo một số kiến thức sau đây. Kiến thức thứ nhất là công thức tính công của trọng lực. Thì công của trọng lực chúng ta ký hiệu là bằng chữ A, làm cho một vật có khối lượng M chuyển động từ điểm A đến điểm B thì được tính theo công thức là bằng M nhân G nhân với ZA trừ ZB. Đấy, các em nhớ cho thầy giáo này, công của trọng lực mà làm cho vật chuyển động từ A đến B thì được tính theo công thức là MG nhân ZA trừ ZB. Thì trong công thức này thì các bạn nhớ cho thầy, ZA là độ cao của điểm A so với mốc, mốc là cái điểm mà chúng ta chọn. ZB là độ cao của điểm B so với mốc mà chúng ta chọn. Và ZA, ZB này nó có thể dương hoặc âm, phụ thuộc vào vật là ở trên mốc hay dưới mốc. Đấy, công thức thứ nhất là công thức công của trọng lực, các bạn cần phải nhớ. Công thức thứ hai là công thức tính thế năng trọng trường. Thì thế năng trọng trường ta ký hiệu bằng chữ VKT và nó bằng M nhân G nhân Z. Trong công thức này thì Z là độ cao tính từ mốc thế năng. Nó là độ cao tính từ mốc thế năng. Vì vậy cho nên chúng ta có giá trị của thế năng trọng trường nó phụ thuộc vào việc chúng ta chọn mốc thế năng. Đúng không? Và nếu như và vật nằm ở trên mốc thì chúng ta có Z sẽ lớn hơn 0. Và từ đó chúng ta suy ra thế năng trọng trường của chúng ta là dương. Còn nếu như vật ở dưới mốc thì Z của chúng ta sẽ âm và thế năng trọng trường của chúng ta là âm. Đấy, về thế năng trọng trường thì các bạn lưu ý cho thầy, đó là nó được tính theo công thức là bằng M nhân G nhân Z, với Z là độ cao so với mốc tính thế năng. Cái quan trọng nó là các bạn phải nhớ được cái thầy Z này nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta chọn mốc thế năng. Đúng không? Nếu như vật mà ở trên mốc thì Z dương và thế năng dương. Nếu vật ở dưới mốc thì Z âm và thế năng âm. Đó là kiến thức thứ hai. Tiếp tục đến kiến thức thứ ba là định lý thế năng. Thì định lý thế năng có nội dung là công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại vị trí đầu và vị trí cuối. Đó. Công của trọng lực làm vật di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì nó bằng hiệu thế năng từ vị trí 1 và vị trí 2. Tức là nó bằng độ dạng thế năng. Định lý thế năng các bạn nhớ cho thầy giáo là công của trọng lực thì nó bằng độ dạng thế năng. Và chúng ta có thể viết thành biểu thức thì chúng ta có công của trọng lực mà làm cho vật chuyển động từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì nó bằng thế năng ở vị trí 1 trừ thế năng ở vị trí 2. Đó là kiến thức thứ ba các bạn cần nhớ cho thầy, là nội dung của định lý thế năng thì công của trọng lực bằng độ giảm thế năng. Về lý thuyết thế năng trọng trường thì các bạn nhớ cho thầy ba cái kiến thức quan trọng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để giải một số bài tập về thế năng trọng trường. Chúng ta có bài tập số 1. Một vật có khối lượng 10 kg, lấy G bằng 10 m/s, IA, tính thế năng của vật tại A cách mặt đất 3 m về phía trên và tại đáy giếng cách mặt đất 5 m với gốc thế năng tại mặt đất. Đấy. Bài này thì người ta đã chọn cho mình mốc thế năng rồi, đúng không? Ý B, tính công của trọng lực khi vật chuyển động từ đáy giếng lên độ cao 3 m so với mặt đất. Đấy. Nội dung của bài số 1 như vậy. Thì đối với bài số 1 này, ý A đề bài yêu cầu chúng ta đi tính thế năng. Và đề bài đã chọn cho chúng ta mốc tính thế năng rồi. Đúng không? Vậy thì từ mốc tính thế năng này chúng ta sẽ suy ra cái giá trị của Z và từ đó ta tính thế năng. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tính này. Thứ nhất, theo đề bài thì ta có mốc thế năng là ở mặt đất rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta có này, tại cái vị trí có độ cao 3 m thì người ta bảo là mốc thế năng ở mặt đất và vị trí có độ cao 3 m thì nó nằm ở trên mốc. Cho nên chúng ta sẽ suy ra lúc này chúng ta có Z ở đây, ta thấy ký hiệu là Z1 sẽ bằng 3 m.
đúng chưa? Đấy, và khi chúng ta đã suy ra Z1 bằng 3 mét rồi thì chúng ta sẽ tìm được thế năng tại vị trí này. Thì thế năng tại vị trí này ta ký hiệu là VKT1. Nó được tính là bằng M nhân G nhân Z1, đúng không? Bây giờ ta thay vào M đề bài cho chúng ta bằng 10, G người ta cho bằng 10 và Z lúc này là bằng 3. Thì chúng ta tính được thế năng ở cái vị trí 1 này là bằng 300 joule. Đấy. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi tính thế năng tại đáy giếng. Thì chúng ta thấy rằng này, tại đáy giếng thì nó ở phía dưới mốc, bởi vì mốc ở mặt đất, đúng không? Mà đáy giếng ở phía dưới cách mặt đất 5m, cho nên chúng ta sẽ có cái giá trị của Z2 bằng trừ 5m. Đấy, các bạn lưu ý cho thầy, cứ vật ở dưới mốc thì Z âm, và ở đây ta có đáy giếng dưới mốc cho nên ta phải có dấu trừ phía trước. Và sau khi chúng ta xác định được Z2 rồi thì chúng ta sẽ suy ra thế năng ở đáy giếng là VKT2, đúng không? Thì bằng M nhân G nhân Z2, và chúng ta thay vào nó bằng M là bằng 10, nhân G cũng bằng 10, nhân Z2 lúc này là bằng trừ 5. Và kết quả chúng ta có thế năng ở đáy giếng là bằng trừ 500 joule. Và lúc này thế năng của chúng ta âm, bởi vì vị trí chúng ta đang xét là ở phía dưới mốc tính thế năng. Đó, đối với VIA chúng ta tính được như vậy. Tiếp tục sang ý B là đề bài bắt chúng ta tìm công của trọng lực, đúng không? Khi vật chuyển động từ đáy giếng lên độ cao là 3m. Đấy. Thế thì muốn tìm công của trọng lực thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng định lý thế năng, đúng không? Thì theo định lý thế năng thì công của trọng lực sẽ bằng là công làm vật chuyển động từ vị trí dưới đáy giếng này là vị trí 2 lên vị trí 3m là vị trí 1, đúng không? Thì bằng A21. Thế thì nó bằng VKT2, là VKT2 là thế năng ở đáy giếng trừ VKT1 là thế năng ở độ cao 3m, đúng không? Mà VKT2 thì chúng ta vừa tính nó bằng trừ 500 joule, VKT1 thì ta có nó bằng 300 joule, nên nó bằng trừ 500 trừ đi 300 và kết quả bằng trừ 800 joule. Đấy, thì lúc này chúng ta đã tính được công của trọng lực là bằng trừ 800 joule dựa vào sử dụng định lý thế năng. Và ở đây chúng ta có công của trọng lực của chúng ta là âm, bởi vì vật đang chuyển động là ngược chiều với lực tác dụng, đúng không? Trọng lực của chúng ta hướng xuống mà vật lại chuyển động từ dưới lên trên ngược chiều với lực tác dụng, cho nên công của chúng ta là âm. Đấy, đối với bài số 1 thì chúng ta có cách giải là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 2. Một vật có khối lượng 3 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó là VKT1 bằng 500 joule. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng là T2 thì bằng trừ 900 joule. IA hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất. Ý B, xác định vị trí ứng với mức không thế năng đã chọn, hay chính là xác định mốc tính thế năng, đúng không? Thì đối với bài số 2 này thì đề bài cho chúng ta này, ở vị trí thứ nhất thì thế năng của chúng ta là bằng 500 joule, đúng không? Còn vị trí thứ hai thì thế năng của chúng ta lại bằng trừ 900 joule. Thế thì chúng ta có thể vẽ cái hình biểu diễn này. Biểu diễn các bạn quan sát cho thầy này. Ở vị trí B này thì thế năng là mặt đất đây, thế năng bằng trừ 900 joule. Còn ở vị trí A thì thế năng bằng 500 joule. Thế thì chứng tỏ rằng cái mốc tính thế năng nó phải nằm ở giữa điểm B và điểm A, đúng không? Nằm giữa điểm B. Bởi vì điểm B là thế năng mà chúng ta âm, cho nên mốc tính thế năng phải cao hơn điểm B. Đấy. Còn điểm A thì thế năng dương, cho nên điểm A sẽ cao hơn mốc tính thế năng. Này, đầu tiên các bạn phải nhận xét cho thầy như vậy. Và chúng ta có lúc này này thì chúng ta có khoảng cách từ A đến mốc tính thế năng là Z1, đúng không? Còn từ B đến mốc tính thế năng là Z2. Thì lúc này độ cao của cái vị trí thả này so mặt đất là độ cao AB thì nó sẽ bằng là chi tuyệt đối của Z1 cộng Z2. Đúng chưa? Z1 cộng trị tuyệt đối của Z2 đấy. Vì Z2 của chúng ta âm mà, cho nên nó bằng Z1 cộng với trị tuyệt đối của Z2. Đấy, đầu tiên các bạn phải phân tích
và biết được là cái vị trí mốc tính thế năng này nó phải là ở giữa A và B, tức là nó ở độ cao Z2 so với B. Và sau khi chúng ta phân tích rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức tính thế năng, đúng không? Để chúng ta đi tìm cái vị trí mốc tính thế năng. Thì chúng ta có này, hiệu thế năng VKT1 trừ VKT2. Bây giờ chúng ta lấy hiệu thế năng VKT1 trừ VKT2 thì nó sẽ bằng là VKT1 là 500 trừ đi trừ 900 joule và nó bằng 1400 joule. Đúng không? Ta có hiệu thế năng VKT1 trừ VKT2 là bằng 1400. Tiếp tục này, mà chúng ta lại có là VKT1 thì bằng M nhân G nhân Z1, VKT2 thì bằng M nhân G nhân Z2. Cho nên chúng ta lại có từ biểu thức trên thì chúng ta suy ra là có MG nhân Z1 trừ MG Z2 thì bằng 1400 joule. Đúng không? Mà chúng ta có Z2 này của chúng ta là âm này. Các bạn nhớ là Z2 âm. Cho nên từ đây chúng ta sẽ có là Z1 cộng với chi tuyệt đối của Z2, cộng với chi tuyệt đối Z2 thì sẽ bằng là 1400 mà chia cho MG. Đúng không? Bằng 1400 chia cho MG. Đấy, ở đây chúng ta nhóm cái MG chung ra ngoài mà, đúng chưa? MG chúng ta nhóm ra ngoài thì chúng ta thấy là ta có Z1 cộng với chi tuyệt đối Z2 thì sẽ bằng là 1400 chia cho MG. Và chúng ta thay vào thì nó bằng 1400 mà chia cho 3 nhân với 9,8 và kết quả bằng 47,6 mét. Đấy. Và đến đây thì chúng ta suy ra độ cao khi thả vật là bằng 47,6 mét. Bởi vì chúng ta có độ cao khi thả vật là khoảng cách AB thì nó bằng Z1 cộng với chi tuyệt đối của Z2. Đấy, chúng ta coi như vậy. Đó là đối với ý A. Giờ tiếp tục ý B là đề bài yêu cầu chúng ta tính xem là cái vị trí của cái điểm O này, tức là cái mốc tính thế năng này là ở đâu, đúng không? Thì để đi xác định vị trí của mốc tính thế năng ở đâu thì chúng ta có là vị trí mốc tính thế năng là ứng với Z sẽ bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng công thức là thế năng ở mặt đất. Thì thế năng ở mặt đất của chúng ta VKT2 chính là bằng M nhân G nhân với Z2. Đúng không? Thế năng ở mặt đất là bằng M nhân G nhân Z2. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra Z2 sẽ bằng VKT2 mà chia cho MG. Đúng không? Là VKT2 của chúng ta là bằng trừ 900 joule chia cho M là bằng 3 kg nhân G nhân với 9,8. Và kết quả chúng ta tìm được VKT2, là Z2 của chúng ta là bằng trừ 30,6 mét. Đấy. Và Z2 này chính là cái vị trí của điểm B so với mốc tính thế năng. Đúng không? Vậy đến đây chúng ta đã suy ra được à, cái dấu trừ này nói lên rằng này, cái mặt đất này này ở dưới mốc tính thế năng là 30,6 mét, hay cái mốc tính thế năng là điểm O này thì sẽ ở trên mặt đất là 30,6 mét. Đấy, cho nên chúng ta rút ra kết luận. Vậy mốc thế năng đã chọn là cao hơn mặt đất 30,6 mét. Vậy đến đây chúng ta rút ra kết luận, đó là mốc thế năng đã chọn thì cao hơn mặt đất là 30,6 mét. Chúng ta tiếp tục đến dạng bài tập thứ hai là dạng bài tập về thế năng đàn hồi. Đối với dạng bài tập về thế năng đàn hồi thì các bạn nhớ cho thầy một số kiến thức sau đây. Kiến thức thứ nhất là công của lực đàn hồi. Công của lực đàn hồi làm cho một vật chuyển động từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì sẽ được tính theo công thức là K nhân với X1 bình chia 2 trừ K nhân với X2 bình chia 2, hay nó chính là bằng 1 phần 2 K nhân X1 bình trừ X2 bình. Thì trong công thức này thì chúng ta nhớ là X1, X2 chính là độ biến dạng của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2. Đấy, đầu tiên các bạn phải nhớ cho thầy giáo được là công thức tính công của lực đàn hồi này là A này bằng
k nhân x một bình chia 2 trừ k x 2 bình chia 2, hay nó bằng 1/2 k nhân x một bình trừ x 2 bình. Với x 1 x 2 là độ biến dạng của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2, và chúng ta đổi ra đơn vị là mét. Còn k là độ cứng của lò xo, đơn vị là newton trên mét. Kiến thức thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó là công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo. Thì thế năng đàn hồi của lò xo ta ký hiệu là bằng chữ VKDH, thì nó bằng 1/2 K nhân X bình, hay nó cũng chính là bằng 1/2 K nhân delta L bình. Thì trong công thức này thì các bạn lưu ý cho thầy là X này thì nó cũng giống như khái niệm của delta L. Có công thức thì người lúc thì người ta dùng X, lúc thì dùng delta L. Cho nên ở đây thầy đã đưa ra cả hai cái ký hiệu này để chúng ta làm quen. Thì x này cũng là delta L, các bạn nhớ cho thầy giáo như vậy. Và nó bằng L trừ L0, gọi là độ biến dạng của lò xo. Với L là chiều dài của lò xo lúc bị biến dạng, còn L0 là chiều dài tự nhiên của lò xo, là chiều dài của lò xo mà lúc chưa biến dạng. Đấy, các bạn nhớ cho thầy như vậy. Và thế năng đàn hồi thì bằng 1/2 K nhân với x bình, hay bằng 1/2 K nhân với delta L bình. Thì quan sát ở đây thì chúng ta có nhận xét rằng thế năng đàn hồi chúng ta nó luôn gì nhỉ? Luôn dương. Đấy, cái đặc điểm của nó khác với thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường của chúng ta thì có thể âm hoặc dương, nhưng thế năng đàn hồi của chúng ta thì luôn dương. Các bạn lưu ý là như thế nhé. Tiếp theo là kiến thức thứ ba các bạn cần phải nhớ là ta có công của lực đàn hồi thì cũng bằng độ giảm thế năng đàn hồi. Đấy, nó giống hệt như là công của trọng lực thì bằng độ giảm thế năng trọng trường, thì ở đây công của lực đàn hồi cũng bằng độ giảm thế năng đàn hồi. Và công của lực đàn hồi ta ký hiệu là bằng AF đàn hồi, thì nó chính là bằng công của lực đàn hồi mà là vật chuyển động từ vị trí 1 đến vị trí 2, thì nó bằng thế năng đàn hồi ở vị trí 1 trừ đi thế năng đàn hồi ở vị trí 2. Đấy, chúng ta cứ nhớ là công của lực đàn hồi thì bằng lấy cái thứ nhất trừ cái thứ hai, thế năng đàn hồi ở vị trí 1 trừ thế năng đàn hồi ở vị trí 2. Và nó bằng 1/2 K nhân với x1 bình trừ x2 bình, đúng không? Hay nó bằng 1/2 K nhân với delta L1 bình trừ delta L2 bình. Với K là độ cứng của lò xo, x1, x2 là độ biến dạng của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2, delta L1, delta L2 cũng vậy, nó là độ biến dạng của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2. Đấy, về dạng thứ hai thế năng đàn hồi thì các bạn nhớ cho thầy giáo một số các cái kiến thức quan trọng như vậy. Bây giờ thì chúng ta lại vận dụng để giải một số bài tập về thế năng đàn hồi. Chúng ta có bài tập số 1. Một lò xo nằm ngang có độ cứng K bằng 100 N trên mét. Công của lực đàn hồi đã thực hiện khi lò xo bị kéo giãn từ 2 cm đến 4 cm là bao nhiêu? Đã. Bị kéo giãn này từ 2 cm đến 4 cm là bao nhiêu? Thế thì bài số 1 này đề bài cho chúng ta là có độ biến dạng ban đầu là 2 cm này, đúng không? Độ biến dạng sau là 4 cm này, cho độ cứng cao, bắt chúng ta đi tìm công của lực đàn hồi. Thế thì chúng ta phải sử dụng là công của lực đàn hồi thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi thôi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ áp dụng công của lực đàn hồi thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi, và chúng ta ký hiệu công lực đàn hồi là A bằng VKT1 trừ VKT2. Bây giờ thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường thầy đều ký hiệu là bằng VKT cả, thì nó bằng VKT1 trừ VKT2, đúng không? Thay đó bằng 1/2 KX1 bình trừ X2 bình, đúng không? 1/2 K nhân X1 bình trừ X2 bình. Bây giờ ta thay số vào, nó bằng 1/2 K của chúng ta là bằng 100 N trên mét, đúng không? X1, X2 các bạn lưu ý là phải đổi nó ra đơn vị là mét. X1 người ta cho chúng ta bằng 2 cm, X2 bằng 4 cm, thì ta đổi ra mét nó bằng 0,02 bình trừ đi 0,04 bình, đúng không? Và kết quả thì chúng ta thu được là công của lực đàn hồi thì bằng trừ 0,06 joule. Đấy. Và trường hợp này thì chúng ta có công của lực đàn hồi của chúng ta là âm, bởi vì
ta có chiều chuyển động của nó ngược với chiều lực đàn hồi. Lực đàn hồi đang hướng vào trong lò xo, nhưng vật đang chuyển động là đi xa xa lò xo. Đúng chưa? Đó là bài số 1. Tiếp tục đến bài số 2. Cho một lò xo nằm ngang đang ở trạng thái ban đầu không biến dạng, giữ một đầu cố định, đầu kia tác dụng một lực ép bằng 2 newton kéo lò xo cũng theo phương ngang, ta thấy lò xo giãn được 1 cm. Ý tìm độ cứng của lò xo và thế năng của lò xo khi giãn 1 cm. Ý B, tính công của lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo giãn thêm từ 2 cm đến 3,5 cm. Thì đối với bài số 2 này, đối với ý A, đề bài yêu cầu chúng ta tính độ cứng của lò xo, trong khi cho chúng ta biết là lực kéo này cũng chính là bằng lực đàn hồi, đúng không? Cho độ biến dạng, thế thì chúng ta phải áp dụng công thức của định luật Hooke, đó là lực đàn hồi của chúng ta thì F bằng K nhân với trị tuyệt đối của delta L, đúng không? Từ đây chúng ta suy ra K bằng F trên trị tuyệt đối của delta L, và K của chúng ta sẽ bằng F, đề bài cho bằng 2 chia cho trị tuyệt đối delta L. Delta L đề bài cho chúng ta là bằng 1 cm, đổi ra mét là chia cho 0,01, và kết quả chúng ta tính được độ cứng K là bằng 200 newton trên mét. Đấy, sau khi ta tính được độ cứng K rồi thì chúng ta sẽ đi tìm thế năng đàn hồi của lò xo. Thì thế năng đàn hồi của lò xo lúc này là V kép DH, đúng không? Bằng 1/2 K nhân với delta L bình. Bây giờ chúng ta thay vào để bằng 1/2 K ta vừa tính đây bằng 200, đúng không? Nhân với delta L. Delta L thì bài cho chúng ta là bằng 1 cm. 1 cm ta đổi ra mét là bằng 0,01 bình phương. Và kết quả ta tính được thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo giãn 1 cm là bằng 0,01 joule. Đó là ý A. Tiếp tục ý B. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta đi tính công của lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo giãn thêm từ 2 cm đến 3,5 cm. Thì muốn tính công của lực đàn hồi thì chúng ta lại phải sử dụng, đó là công của lực đàn hồi thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi, đúng không? Cho nên đối với ý B thì chúng ta có công của lực đàn hồi thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi, và chúng ta có A sẽ bằng là 1/2 K delta L 1 bình trừ 1/2 K nhân với delta L 2 bình, đúng không? Và ta thay vào nó bằng 1/2 này, K của chúng ta là bằng 200, delta L 1 là bằng 2 cm, thì chúng ta phải đổi ra mét là 0,02 bình phương. Delta L 2 là bằng 3,5 cm, thì chúng ta phải đổi ra mét là bằng 0,035 bình phương, đúng không? Và bấm máy tính thì chúng ta sẽ tính được công của lực đàn hồi lúc này là bằng trừ 0,0825 joule. Đấy, thì đối với bài số 2 chúng ta cũng có cách giải là như vậy. Tiếp tục chúng ta đến bài số 3. Một con lắc lò xo có chiều dài ban đầu L0, biết lò xo có chiều dài 21 cm khi treo vật có khối lượng M1 bằng 100 g và có chiều dài 23 cm khi treo vật có khối lượng M2 bằng 3M1, cho G bằng 10m trên dây bình. Tính công của lực đàn hồi khi kéo lò xo từ chiều dài 25cm đến chiều dài 28cm. Thì đối với bài số 3 này, đây là một bài về con lắc lò xo thẳng đứng, đúng không? Và người ta cho mình là chiều dài của lò xo khi chúng ta treo vật. Đấy, và bắt tính công của lực đàn hồi. Thì chúng ta thấy rằng muốn tính công của lực đàn hồi thì chúng ta phải sử dụng, đó là công của lực đàn hồi thì bằng độ giãn thế năng đàn hồi. Thế thì chúng ta phải đi tính được thế năng đàn hồi, đúng không? Mà muốn tính được thế năng đàn hồi thì chúng ta phải tìm được độ cứng của lò xo. Cho nên đầu tiên chúng ta phải dựa vào các dữ kiện người ta cho khi treo vật để ta tìm độ cứng của lò xo. Thế thì chúng ta phải áp dụng điều kiện cân bằng, đúng không? Theo điều kiện cân bằng thì chúng ta có trọng lực P sẽ bằng lực đàn hồi, và khi treo vật M1 thì chúng ta sẽ có M1 nhân G thì sẽ bằng K nhân L1 trừ L0. Bây giờ khi treo vật M2 thì chúng ta cũng sẽ có M2 nhân G cũng bằng K nhân L2 trừ L0.
Đấy, với L0 là chiều dài ban đầu của vật. Còn L1, L2 là chiều dài khi treo vật M1 và khi treo vật M2. Đó. Đến đây thì chúng ta thấy ta sẽ lập tỉ số để rút gọn cái G và cái K đi. Từ đó thì chúng ta sẽ suy ra L0. Đúng không? Bây giờ ta lập tỉ số này. Thì chúng ta có M1G chia cho M2G thì bằng K nhân L1 trừ L0 trên K nhân L2 trừ L0. Đây ta rút gọn G đi, rút gọn K đi. Chúng ta có M2 lại bằng 3M1, cho nên nó tương đương, chúng ta có M1 trên M2 thì bằng 1/3, đúng không? Bằng này, L1 của chúng ta bằng 21 cm. Đấy, để bài cho 21 cm. Ta đổi ra mét thì bằng 0,21, đúng không? Trừ đi L0. Còn L2 chúng ta là bằng 23 cm, thì ta đổi ra mét bằng 0,23 trừ L0. Bây giờ chúng ta thấy đây thành phương trình một ảnh đối với L0, nhân chéo lên giải phương trình này thì chúng ta sẽ suy ra được L0 của chúng ta bằng 20 cm. Đấy, đầu tiên là các bạn phải sử dụng điều kiện cân bằng để tìm cho thầy cái chiều dài L0 là bằng 20 cm. Và sau khi có L0 bằng 20 cm thì chúng ta thay vào cái phương trình đó là M1G bằng K nhân L1 trừ L0, đúng không? M1 thì đề bài cho chúng ta là bằng 100 g, các bạn nhớ đổi ra kg bằng 0,1, G bằng 10, đúng không? L1 thì bằng 0,21, L0 thì bằng 20 cm là 0,2, ta thay vào đây thì chúng ta sẽ tính được K là bằng 100 Newton trên mét. Đấy, vậy là dựa vào cái điều kiện cân bằng ứng với hai vị trí đây treo vật M1 và M2 thì chúng ta đã tìm được chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm và độ cứng K là bằng 100 Newton trên mét. Sau khi có chiều dài tự nhiên và độ cứng K thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là công của lực đàn hồi thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có này, công của lực đàn hồi là A thì bằng độ giảm thế năng đàn hồi, tức là nó bằng 1/2 K nhân với delta L1 bình trừ 1/2 K nhân delta L2 bình. Với delta L1 là độ biến dạng của lò xo khi nó có chiều dài là 25 cm. Còn delta L2 là độ biến dạng của lò xo khi nó có chiều dài là 28 cm. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thay vào thì giả đến công A của chúng ta sẽ bằng là 1/2 K nhân với delta L1 thì sẽ bằng L1 trừ L0. Mà L1 lúc này bằng 25 cm, ta đổi ra mét là bằng 0,25 trừ L0 là 20 cm, ta vừa tính xong nên trừ 0,2 tất cả bình. Lại trừ 1/2 K nhân với 0,28 là chiều dài L2 chúng ta lúc này, trừ 0,2 tất cả bình. Mà K chúng ta cũng vừa tính nó bằng 100 Newton trên mét, đúng không? Bây giờ chúng ta thay số vào đây thì chúng ta sẽ tìm được công của lực đàn hồi lúc này sẽ bằng là trừ 0,195 joule. Đấy, thì đối với bài số 3 chúng ta có cách giải là như vậy. Và video hướng dẫn các em giải các bài tập về thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi đến đây là kết thúc. Trong quá trình các em học, còn điểm nào các em còn chưa hiểu thì hãy bình luận phía dưới video để các thầy giải đáp cho các em. Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ các thầy. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.